Kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Trước tiên thì Thanh Nhẫn xin được cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian để theo dõi chương trình tin tức thời sự hàng ngày của chúng tôi. Ngay sau đây sẽ là những tin chính ngày hôm nay. F0 tại Hà Nội đổ dồn vào bệnh viện tầng 2. Vụ test COVID-19 giá cắt cổ, Chủ tịch tỉnh Bình Dương yêu cầu Sở Y tế làm rõ. Bộ Y tế đề xuất rút ngắn thời gian cách ly tại nhà với người nhập cảnh. Đóng cửa để chống dịch giai đoạn này là không hiệu quả. Triệt phá kho sách lậu lớn nhất Hà Nội được che giấu tinh vi. Virus chủng Omicron sinh sôi nhanh hơn 70 lần so với Delta. Vừa rồi là phần điểm qua những tin chính có trong chương trình. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. F0 tại Hà Nội đổ dồn vào bệnh viện tầng 2. Thưa quý vị, F0 tại Hà Nội tăng nhanh, đa số nhẹ hoặc không triệu chứng nhưng được đưa vào các bệnh viện tầng 2 gây quá tải, ảnh hưởng đến việc điều trị các ca nặng. Tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hường, trưởng đơn nguyên điều trị COVID-19 cho biết đang điều trị 108 F0, trong đó 31 F0 thuộc tầng 3, nặng, nguy kịch và 77 F0 thuộc tầng 2, mức độ trung bình. Thực tế, viện này được Sở Y tế Hà Nội giao 50 giường điều trị bệnh nhân tầng 2 và 250 giường bệnh nhân tầng 3. Như vậy, hiện bệnh viện bị quá tải ở tầng 2, còn bệnh nhân tầng 3 ít, bác sĩ cho hay. Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Hà Đông cũng gặp tình trạng tương tự. Bác sĩ Nguyễn Văn Thường, giám đốc bệnh viện Đức Giang cho biết, cơ sở đang điều trị 200 F0, trong đó 60% bệnh nhân tầng 2, trong khi số giường tầng này được giao là 50. Bệnh viện Đa khoa Hà Đông được giao 200 giường điều trị, chia đều cho bệnh nhân tầng 2 và 3. Đại diện bệnh viện cho biết, tính đến sáng ngày 14 tháng 12, cơ sở này đang điều trị 176 F0, trong đó số F0 nặng là 20, 156 trường hợp còn lại là bệnh nhân tầng 2. Theo một bác sĩ tại bệnh viện, tình trạng F0 tăng đang gây quá tải cho nhân viên y tế. Khó khăn nhất của đơn vị này là thiếu nhân lực, đặc biệt nhân lực hồi sức tích cực để đảm nhiệm điều trị F0 nặng, nguy kịch. Hà Nội thực hiện thích ứng an toàn, nới lỏng nhiều hoạt động từ ngày 20 tháng 10, lúc ca nhiễm hàng ngày được kiểm soát dưới 20. Sau 2 tháng, số ca tăng lên 700-800 ca một ngày. Riêng hôm 14 tháng 12 cao nhất với 900 ca. Toàn thành phố có 8.425 F0 đang điều trị, trong đó 149 bệnh nhân nặng, nguy kịch điều trị ở tầng 3, chiếm 1,76%. Hơn 1.200 bệnh nhân điều trị tại tầng 2, 15,13% và tầng 1 là hơn 7.000, 83,09%. Thành phố đã có hướng dẫn phân luồng, tiếp nhận và điều trị người bệnh COVID-19 theo mô hình 3 tầng. Trong đó tầng 1 là tuyến y tế cơ sở và tại nhà. Tầng 2 gồm các bệnh viện đa khoa cấp huyện do thành phố phụ trách. Tầng 3 là các bệnh viện tuyến thành phố, hạng 1 và tuyến trung ương. Cơ sở điều trị cần chủ động chuyển người bệnh đến các cơ sở điều trị ở tầng thấp hơn để quản lý, điều trị tình trạng ổn định. Ưu tiên bố trí giường bệnh tầng 2 và tầng 3 để tiếp nhận bệnh nhân mới. Song, do số ca tăng nhanh, quá tải tầng 2, 3, buộc các bệnh viện tuyến cuối thay vì chỉ điều trị ca nặng thì tiếp nhận cả F0 nhẹ để giảm áp lực cho cơ sở y tế khác. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Bùi Hải, Phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 cho biết, đơn vị hoạt động theo mô hình điều trị đa tầng, tức tầng 1 thu dung F0 không triệu chứng, tầng 2 bệnh nhân nhẹ, tầng 3 ca nặng. Hiện cơ sở này điều trị 200 F0. Trong đó 20 F0 nặng, còn lại là bệnh nhân trung bình. Đây cũng là tầng điều trị có nguy cơ quá tải nhất. Ngoài lý do F0 tăng nhanh, bác sĩ Hường cho rằng nguyên nhân quá tải tầng 2 là quá trình phân luồng bệnh nhân chưa hợp lý ở tuyến cơ sở. Nhân viên y tế báo bệnh viện có F0 nặng cần chuyển tới tầng 3, song xe chở đến kèm cả bệnh nhân thuộc tầng 1, 2. Tình trạng này khiến số giường điều trị bệnh nhân tầng 3 giảm xuống, giường tầng 2 tăng lên. Từ đó, nhiều bệnh nhân nặng có thể mất cơ hội điều trị do thiếu giường. Cùng quan điểm, đại diện một viện điều trị COVID-19 cho rằng cách phân luồng F0 trên địa bàn cũng chưa sát thực tế. Cụ thể, trong hướng dẫn phân luồng của Sở Y tế Hà Nội ban hành ngày 5 tháng 12, bệnh nhân COVID-19 có mức độ lâm sàng không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, thu dung thuộc tầng 1. Trong đó, nhóm nguy cơ thấp là trẻ em từ 3 tháng trở lên đến dưới 49 tuổi và chưa phát hiện bệnh lý nền, đã tiêm đủ liều vaccine, chưa có dấu hiệu bất thường và SpO2 từ 97% trở lên. Nhóm nguy cơ trung bình từ 50 đến 64 tuổi, chưa phát hiện bệnh lý nền và đã tiêm đủ liều vaccine, hoặc tuổi từ 3 tháng đến dưới 49 tuổi và chưa tiêm đủ liều vaccine. Các bệnh nhân được phân loại và điều trị ở tầng 2 là nhóm không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, mức độ trung bình với nguy cơ cao. Họ gồm người từ 65 tuổi trở lên có bệnh nền, đã tiêm đủ liều trình vaccine, hoặc 50 đến 64 tuổi chưa phát hiện bệnh nền và chưa tiêm đủ liều vaccine. Phụ nữ có thai và sinh con từ 4 ngày đổ lại.
trẻ em từ 3 tháng tuổi trở xuống. Tầng 3 dành cho trường hợp nặng và nguy kịch với nguy cơ rất cao, gồm nhóm từ 65 tuổi trở lên, chưa tiêm đủ liều vaccine, có bệnh nền, tình trạng cấp cứu chuyên khoa. Họ điều trị tại các bệnh viện Đức Giang, Thanh Nhàn, Hà Đông, Sanh Pôn, Sơn Tây, Phụ Sản Hà Nội và Viện Tuyến Trung ương. Theo ông, quy trình phân luồng nói trên dựa vào yếu tố nguy cơ tăng nặng chỉ phù hợp khi số F0 còn ít và nhân lực y tế dồi dào. Khi cộng đồng được tiêm phủ vaccine, sống thích ứng với COVID-19, tỷ lệ bệnh nhân ở tầng 2 tăng nhưng tỷ lệ chuyển nặng giảm. Cách phân luồng bệnh nhân cần dựa trên triệu chứng. Ví dụ, F0 trên 65 tuổi khỏe mạnh, không có bệnh nền hoặc bị cao huyết áp đang điều trị ổn định, được tiêm đủ liều vaccine, có thể điều trị tại nhà hoặc cơ sở thu dung F0 không triệu chứng, thay vì đưa vào bệnh viện tầng 2, 3 gây quá tải. Nếu bệnh cao huyết áp chưa được kiểm soát có xu hướng tăng nặng, F0 này có thể được chuyển tới tuyến cuối để theo dõi. Để khắc phục tình trạng quá tải giường tầng 2, bác sĩ Hải cho rằng Hà Nội cần quản lý F0 nhẹ tại nhà, theo dõi khi F0 chuyển nặng và phân tầng đúng từ tuyến cơ sở, nặng mới đưa vào viện, giảm gánh nặng cho y tế. Về phía bệnh viện cũng đã chuẩn bị nhiều biện pháp ứng phó. Đầu tiên là thắt chặt tiếp nhận bệnh nhân, hạn chế nhận F0 tầng 1 hoặc chỉ nhận F0 nhẹ nhưng có bệnh nền, chưa tiêm hoặc đã tiêm một mũi để tập trung nhân lực phục vụ bệnh nhân tầng 2. Đối với F0 đến điều trị, qua quá trình khám sàng lọc, thấy tình trạng nhẹ, bệnh viện sẽ liên hệ để chuyển người bệnh đến cơ sở y tế phù hợp. Ngoài ra, đơn vị này mở rộng khu điều trị có giường dự trữ để chủ động trong mọi tình huống, nhất là khi F0 nhẹ chưa được cách ly hết tại nhà và sẵn sàng phối hợp với Bệnh viện Trung ương, Bệnh viện Thành phố tiếp nhận người bệnh. Bệnh viện cũng đảm bảo oxy cho 500 bệnh nhân HFNC thở máy cùng lúc, 2 bồn oxy dung tích 18 mét khối và 15 mét khối, đảm bảo phục vụ người bệnh trong 48 giờ liên tục, hệ thống điều hòa không khí riêng cho từng phòng bệnh để giảm nguy cơ lây nhiễm chéo. Viện Đức Giang cũng hạn chế nhận F0 ở tầng 1 và 2, đồng thời góp ý với Sở Y tế Hà Nội để phân luồng hợp lý hơn. Bác sĩ Hường kiến nghị Sở Y tế đào tạo cán bộ y tế cấp huyện và phường biết cách theo dõi, giám sát, phân luồng và phân tầng người bệnh một cách khoa học. Sở Y tế Hà Nội hiện chưa đưa ra bình luận. Còn đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, tiếp tục yêu cầu các đơn vị tuyến dưới thực hiện theo hướng dẫn của Sở Y tế, phân luồng F0 đúng, ưu tiên giường cho các bệnh nhân nặng nhằm giảm tỷ lệ tử vong. Vụ test COVID-19 giá cắt cổ, Chủ tịch tỉnh Bình Dương yêu cầu Sở Y tế làm rõ. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương làm rõ vụ trừ tiền test COVID-19 của công nhân gây xôn xao dư luận thời gian qua. Tối 14 tháng 12, trao đổi với phóng viên báo chí, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi báo chí phản ánh vụ doanh nghiệp trừ tiền test COVID-19 của công nhân với giá cao hơn mặt bằng chung, ông đã chỉ đạo Sở Y tế vào cuộc kiểm tra, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng làm việc với doanh nghiệp để tìm hiểu nguyên nhân, làm rõ việc trừ tiền test COVID-19 vào lương của công nhân. Ông Võ Văn Minh cho rằng, trước đó, tỉnh Bình Dương đã đưa ra mức giá chung cho cơ sở y tế nhà nước. Đối với xét nghiệm SARS-CoV-2 test nhanh giá dịch vụ, mức thanh toán tối đa không quá 109.700 đồng trên một xét nghiệm. Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động, mức thanh toán tối đa không quá 186.600 đồng trên một xét nghiệm. Về xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real-Time RT-PCR, trường hợp mẫu đơn có mức thanh toán tối đa không quá 518.400 đồng trên một xét nghiệm. Theo ông Minh, đối với cơ sở y tế tư nhân, Bình Dương không áp đặt giá. Tuy nhiên, phải gửi bảng giá thu phí test nhanh và xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real-Time RT-PCR của đơn vị về Sở Y tế để đăng công khai trên website Sở Y tế Bình Dương. Thực ra, doanh nghiệp có thể chọn cơ sở y tế nhà nước để test COVID-19 cho người lao động với giá thành rẻ hơn, ông Minh nói. Liên quan đến vụ việc này, ngày 13 tháng 12, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Ban Quản lý Khu Công nghiệp Việt Nam Singapore, Công đoàn Khu Công nghiệp Việt Nam Singapore, Công an V-Ship và Công an thành phố Thuận An, Bình Dương đã có buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Uchiyama Việt Nam. Đại diện doanh nghiệp hứa sẽ làm việc lại về giá test COVID-19 với phòng khám đa khoa An Thuận, cũng như sẽ xem xét hỗ trợ chi phí xét nghiệm cho công nhân test từ lần 2, 3, 4. Như báo chí đã thông tin, ngày 10 tháng 11, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh về việc rất nhiều công nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn Uchiyama Việt Nam, khu công nghiệp V-Ship 1, khu công nghiệp Việt Nam Singapore, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, bức xúc vì bị công ty trừ tiền test RT-PCR COVID-19 quá cao. Cụ thể, các công nhân phản ánh vào cuối tháng 10 năm 2021, nhiều người test nhanh và phát hiện bị dương tính với COVID-19. Sau đó, công ty yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR với một đơn vị y tế ở bên ngoài. Chi phí xét nghiệm được trừ vào tiền lương. Đến ngày 10 tháng 12, khi nhận lương, nhiều người bị trừ đến 1,9 triệu đồng, tương đương với một lần lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR.
có người bị trừ 4,5 triệu đồng 3 lần xét nghiệm RT-PCR. Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay giá xét nghiệm RT-PCR của các cơ sở y tế từ 450.000 đồng đến 750.000 đồng trên một mẫu. Doanh nghiệp và công nhân lao động có thể lựa chọn cơ sở y tế đủ điều kiện trên địa bàn để xét nghiệm. Bộ Y tế đề xuất rút ngắn thời gian cách ly tại nhà với người nhập cảnh. Thưa quý vị, Bộ Y tế đề xuất người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19 thì chỉ cách ly tại nhà, khách sạn, nơi lưu trú trong 3 ngày. Tại dự thảo thí điểm áp dụng biện pháp phòng chống dịch với người nhập cảnh đường hàng không đã lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, Bộ Y tế cho biết hiện tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 của Việt Nam đã đạt ở mức cao. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 135,2 triệu liều vaccine, trong đó tiêm mũi 2 là 59 triệu liều và tiêm mũi 3, tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại và mũi 3 của vaccine Abdala là hơn 1 triệu liều. Hiện tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine COVID-19 là 96,8% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là 79,8% dân số từ 18 tuổi trở lên. Vì thế, thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Bộ Y tế đề xuất người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine COVID-19, xét nghiệm PCR âm tính sẽ cách ly tại nhà 3 ngày. Cụ thể, những người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh trong 72 giờ, trừ trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi, thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh. Đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, dự thảo của Bộ Y tế hướng dẫn trong 3 ngày đầu, kể từ ngày nhập cảnh phải tự theo dõi sức khỏe và không được tiếp xúc với người xung quanh, không được ra khỏi nhà hoặc ra khỏi địa điểm lưu trú tự bố trí như khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, trụ sở của cơ quan đại diện, ký túc xá, nhà khách của cơ sở sản xuất, kinh doanh. Những người này sẽ thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR ngày thứ 1 và ngày thứ 3 kể từ ngày nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Hiện đang là cách ly tập trung 7 ngày và theo dõi sức khỏe 7 ngày sau đó. Trường hợp tự nguyện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 10 và có kết quả âm tính thì kết thúc thời gian theo dõi sức khỏe. Đối với người nhập cảnh chưa tiêm vaccine COVID-19 hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19 sẽ thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày. Đối với người nhập cảnh dưới 18 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ có thai, người có bệnh lý nền nhưng không phải theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế, được cách ly cùng cha, mẹ, người chăm sóc. Yêu cầu đối với người chăm sóc phải tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và phải ký cam kết tự nguyện cách ly cùng sau khi được giải thích về các nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Phải thực hiện nghiêm các yêu cầu về xét nghiệm và các quy định về phòng chống dịch COVID-19 như đối với người nhập cảnh. Đóng cửa để chống dịch giai đoạn này là không hiệu quả. Thưa quý vị, F0 ở Hà Nội tăng cao, có ý kiến cho rằng địa phương nên siết chặt trở lại theo chỉ thị 15, 16. Tuy nhiên, chuyên gia khẳng định việc đóng cửa chống dịch giai đoạn này là không cần thiết và không hiệu quả. Siết các giải pháp ít hiệu quả trong giai đoạn hiện nay. Từ đầu đợt dịch thứ tư đến hết ngày 15 tháng 12, thành phố Hà Nội đã ghi nhận tổng số trên 21.000 ca COVID-19. Trong đó, riêng từ thời điểm áp dụng thích ứng an toàn theo chỉ thị 128, đã có thêm trên 17.000 F0. Số nhiễm có xu hướng tăng mạnh. Một tuần gần đây, trung bình mỗi ngày phát hiện gần 900 F0 mới. Đỉnh điểm ngày 15 tháng 12, Sở Y tế Hà Nội công bố tới 1.357 ca COVID-19 mới với 611 ca cộng đồng, là con số kỷ lục của Hà Nội vượt cả tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh về số mắc trong ngày. Trước những diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh, một số ý kiến cho rằng thủ đô nên dừng thực hiện thích ứng an toàn, siết chặt trở lại các giải pháp chống dịch như chỉ thị 15, 16. Trao đổi với báo chí về vấn đề trên, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội cho rằng, giải pháp siết chặt như giai đoạn trước là không cần thiết và không hiệu quả trong thực tế hiện nay. Phó giáo sư phân tích, áp dụng giãn cách xã hội trở lại không thể giúp loại bỏ hoàn toàn sự lây lan hay khống chế được dịch bệnh. Mầm bệnh COVID-19 đã âm thầm lây lan trong cộng đồng lâu nay. Dù giãn cách thì các thành viên trong gia đình vẫn gặp nhau hàng ngày, người dân vẫn phải đi chợ và đi làm. Sự tiếp xúc giữa người này với người kia là không thể tránh. Nếu còn ca bệnh chưa được phát hiện, virus sẽ tiếp tục lây cho người khác. Chưa kể giao thương hàng hóa, đi lại giữa Hà Nội với các tỉnh thành vẫn diễn ra hàng ngày, mầm bệnh từ nơi khác có thể xâm nhập. Phó giáo sư Hùng cho hay, ông nhấn mạnh, dù tuân thủ tốt các biện pháp phòng vệ cá nhân thì người dân vẫn có khả năng nhiễm bệnh nếu sơ suất vì chủng Delta rất dễ lây nhiễm. Thực tế thời gian vừa qua, nhiều tỉnh thành trong đó có thành phố Hồ Chí Minh và chính Hà Nội đã siết giãn cách hàng tháng trời, nhưng số ca nhiễm vẫn tăng, không thể loại bỏ dịch bệnh. Bên cạnh đó, theo Phó giáo sư Hùng, tiêu chí cần quan tâm nhất là tỷ lệ nặng và tử vong của F0 có cao không, thay vì chú ý tới tổng số ca nhiễm.
Hiện nay, đa số người dân Hà Nội đã được tiêm vaccine COVID-19 và tỷ lệ nặng cũng không lớn nếu so sánh với thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn cao điểm. Việc siết chặt các giải pháp chống dịch gây thiệt hại rất nhiều tới đời sống, kinh tế của người dân, doanh nghiệp và thực tế cũng không mang lại hiệu quả loại trừ dịch bệnh. Phó giáo sư Hùng nhận định, ông đưa ra dẫn chứng, quận Đống Đa ở Hà Nội đang có nhiều giải pháp siết lại để giảm ca nhiễm như yêu cầu nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Tuy nhiên, người dân quận này hoàn toàn có thể sang quận khác ăn uống, mua bán. Như vậy không những không hiệu quả mà còn có thể làm tăng khả năng lây lan. Phó giáo sư Hùng nhấn mạnh, khi F0 tăng, thay vì loay hoay tìm cách siết, quan trọng nhất là phải có giải pháp để tỷ lệ nặng và tử vong thấp, giảm quá tải cho ngành y tế và các bệnh viện. Giải pháp đáp ứng số nhiễm tăng cao, giảm F0 nặng. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, giải pháp đầu tiên mà Hà Nội cần đẩy nhanh là vận động thuyết phục người dân, đặc biệt là người tuổi cao, bệnh lý nền, chưa được tiêm vaccine COVID-19 đi tiêm chủng ngay. Đây là nhóm đối tượng có nguy cơ mắc nặng, tử vong cao, nếu chưa tiêm sẽ rất nguy hiểm. Thực tế, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương mới đây cho biết, đa số F0 nặng, nguy kịch đang điều trị là bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền như suy thận mãn, tiểu đường, huyết áp, HIV hoặc thuộc đối tượng phụ nữ có thai, sức đề kháng kém. Các bệnh nhân hầu hết chưa tiêm vaccine, mới tiêm một mũi hoặc tiêm hai mũi nhưng chưa đủ thời gian có kháng thể. Thống kê tại bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thấy nhóm bệnh nhân tử vong tại đây có độ tuổi trung bình khá cao và mắc nhiều bệnh lý nền. Riêng từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11, chỉ có 36,8% bệnh nhân tử vong được tiêm vaccine 1 hoặc 2 mũi, số còn lại chưa tiêm phòng. Đáng chú ý, có một trường hợp trẻ tuổi mắc bệnh nền nhưng theo trường phái không tiêm vaccine cũng diễn tiến nặng và tử vong. Giải pháp thứ hai, theo Phó giáo sư Hùng, cần tổ chức thu dung, điều trị người bị nhiễm một cách hợp lý, hiệu quả, đặc biệt chú trọng tới tầng 1 trong tháp điều trị. Hiện nay, Hà Nội đang cho F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà, F0 diễn tiến nặng hoặc nguy cơ diễn tiến nặng, người cao tuổi, bệnh nền được chuyển tới bệnh viện theo dõi. Phó giáo sư Hùng nhấn mạnh, việc tổ chức tốt tầng 1, chăm sóc, điều trị tốt cho nhóm F0 điều trị tại nhà đóng vai trò tiên quyết, bởi nhóm này chiếm tới 70-80% tổng số bệnh nhân. Tổ chức tầng 1 không tốt sẽ dẫn tới tầng 2 bị loạn, quá tải, số F0 nặng tăng nhanh chóng. Hậu quả là tầng 3 cũng quá tải hoặc khi lên tới trung tâm hồi sức thì bệnh nhân đã quá nặng, không thể cứu chữa, Phó giáo sư Hùng nhận định. Theo Phó giáo sư, để điều trị F0 tại nhà phát huy hiệu quả, mỗi người dân cần chủ động lập phương án về nơi cách ly, hậu cần, thuốc men, thuốc hạ sốt, vitamin, phòng tình huống bản thân gia đình nhiễm COVID-19. Rộng hơn, từng tòa nhà, khu nhà, tổ dân phố nên hỗ trợ người dân xác định trước trường hợp nào đủ điều kiện cách ly tại nhà để sẵn sàng đáp ứng khi gọi F0. Nếu có ca nhiễm rồi mới chờ y tế, chính quyền tới khảo sát thì sẽ mất rất nhiều thời gian, thậm chí có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh do phải chờ đợi chính quyền ra quyết định, hình thức cách ly tại nhà hay tập trung. Phó giáo sư Hùng nói, quan trọng nhất, ngành y tế cùng chính quyền cơ sở phải có phương án đảm bảo chăm sóc y tế cho người dân như chuẩn bị và phát đủ các túi thuốc, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn, thăm khám cho F0 khi họ cần hỗ trợ. Bên cạnh đó, đảm bảo đáp ứng vận chuyển, thu dung bệnh nhân nếu họ chuyển nặng. Trên hết, chính quyền thành phố cần chỉ đạo quyết liệt, nhất quán việc tổ chức cách ly điều trị F0 tại nhà đảm bảo an toàn, hiệu quả. Thực tế hiện nay, y tế tuyến phường ở Hà Nội kiêm nhiệm rất nhiều công việc như chăm sóc, thăm khám cho F0 điều trị tại nhà, tiêm vaccine COVID-19, lấy mẫu trường hợp ho sốt cộng đồng, khoanh vùng xử lý ca nhiễm mới, quản lý F1 cách ly tại nhà, giải đáp, tư vấn thắc mắc cho bà con, xử lý, thu gom chất thải, rác y tế. Điều này khiến nhân viên y tế phường bắt đầu có hiện tượng quá tải, F0 cũng không được quản lý, chăm sóc tốt nhất. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng cho rằng Hà Nội nên nhanh chóng tăng cường nhân lực cho y tế phường, có thể kêu gọi các bệnh viện tư nhân, nhà thuốc, các thầy thuốc nghỉ hưu, tình nguyện viên tham gia hỗ trợ. Đồng thời, phân chia đầu việc rõ ràng để lực lượng y tế phường không phải cùng lúc đảm đương quá nhiều nhiệm vụ. Ví dụ, vấn đề giám sát và hướng dẫn cách ly, hậu cần cho F0, khoanh vùng có thể giao cho lực lượng khác như tổ dân phố, tổ COVID-19 cộng đồng. Vấn đề giải đáp, tư vấn bệnh cho F0 nên huy động nhóm y bác sĩ, dược sĩ có kinh nghiệm đã nghỉ hưu hoặc nhân viên y tế các phòng khám tư nhân trên địa bàn tham gia, Phó giáo sư Hùng nêu ý kiến. Ông nhấn mạnh, khi số nhiễm lớn, điều rất quan trọng là phải có nhiều kênh thông tin, liên lạc thường trực 24/24, giao trách nhiệm rõ ràng để người bệnh có thể xin tư vấn từ xa, yêu cầu hỗ trợ khi cần. Dù có triển khai biện pháp nào thì việc đảm bảo đời sống sinh hoạt, sức khỏe, tính mạng người dân vẫn phải đặt lên hàng đầu. Nếu để bệnh nhân ở nhà mà gọi đến mấy tiếng đồng hồ vẫn không được giải đáp thì không ổn. Khi mắc bệnh, tâm lý họ rất lo lắng, cần sự tư vấn chính thức, Phó giáo sư Hùng chia sẻ. Về vấn đề triển khai trạm y tế lưu động để điều trị tập trung F0, Phó giáo sư Hùng nêu quan điểm, các đơn vị này chỉ nên nhận nhiệm vụ thu dung, cấp cứu ban đầu những F0 điều trị tại nhà trở nặng, có biểu hiện khó thở, sốt cao.
Đặc biệt, trạm y tế lưu động phải được bố trí đủ nhân lực, tránh trường hợp một vài nhân viên y tế chăm sóc cả trăm F0. Khi điều trị tập trung, cán bộ y tế không chỉ thăm khám mà còn phải lo về mặt hậu cần, chăm sóc hàng ngày cho người bệnh. Nếu số F0 quá lớn, trạm lưu động quá tải có thể dẫn đến tác dụng ngược, tức là bệnh nhân không được chăm sóc đầy đủ, thậm chí có nguy cơ tăng chuyển nặng, F0 nhẹ hoặc không triệu chứng, tốt nhất là tự cách ly, theo dõi y tế tại nhà để tránh quá tải cho trạm y tế lưu động. Phó giáo sư Hùng nói. Triệt phá kho sách lậu lớn nhất Hà Nội được che giấu tinh vi. Thưa quý vị, theo thông tin được biết, nhà kho chứa sách không có biển hiệu, thường khép cửa sắt và luôn buông rèm che, người mua không bao giờ được biết đến. Ngày hôm qua, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ đã cùng các đơn vị công an quận, phường phối hợp thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội kiểm tra đồng loạt hai cửa hàng sách và một kho hàng của Hoàng Văn Tê, 30 tuổi, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Tại hai cửa hàng sách ngoại ngữ và sách TT, số 2 Phạm Văn Đồng, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ khoảng 65 đầu sách đang bày bán, khoảng 1.000 cuốn, được đóng trong hơn 15 thùng các tông, nghi có nguồn gốc in lậu. Tại kho sách ở tổ dân phố Đống 1, đường Phan Bá Vành, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Tử Liêm, tổ công tác phát hiện gần 400 đầu sách đang bán chạy hiện nay. Các đầu sách nghi làm lậu của rất nhiều công ty sách lớn có uy tín như Chí Việt, Alpha Book, Nhã Nam, Nhà xuất bản Trẻ. Theo cơ quan chức năng, ước lượng lên đến hàng chục tấn sách. T chưa xuất trình hóa đơn chứng từ. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an quận Bắc Từ Liêm, Công an phường Cổ Nhuế 2 và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đang tổ chức kiểm đếm, niêm phong và đưa về tạm giữ tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội để tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc. Đây là vụ tàng trữ sách lậu với số lượng rất lớn trên địa bàn Hà Nội, một cán bộ điều tra cho biết. Vụ việc sẽ được các cơ quan chức năng phối hợp xác minh và đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hải, Phó trưởng Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, chủ cửa hàng sách và kho sách nói trên có thủ đoạn che giấu khá tinh vi. Nhà kho chứa sách là nhà cấp 4, không có biển hiệu, thường khép cửa sắt và luôn buông rèm che. Chủ kho thuê 4-5 nhân viên giao hàng, không cho khách mua biết địa chỉ kho. Khi có khách đặt hàng, nhân viên giao hàng tận nơi hoặc giao qua cửa hàng sách, còn tại cửa hàng chỉ bày số lượng rất ít để chào hàng. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an quận Bắc Từ Liêm, Công an phường Cổ Nhuế 2 và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đang tổ chức kiểm đếm, niêm phong và đưa về tạm giữ tại Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội để tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.